Xin chào tất cả mọi người. Hiện nay Bảo Ngọc đang có mặt tại nhà thi đấu huyện Thanh Trì, nơi diễn ra giải vô địch Cúp Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 5. Đây là một giải dành cho các bạn trẻ yêu thích võ thuật trên toàn đất nước. Hãy cùng theo chân Bảo Ngọc để lắng nghe những chia sẻ của các vận động viên tham gia buổi thi đấu hôm nay nhé. Gần 1.500 vận động viên thuộc 65 đoàn đến từ các câu lạc bộ, môn phái, võ đường trên khắp cả nước về thi đấu giải vô địch Cúp Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 5 năm 2024 tại nhà thi đấu huyện Thanh Trì. Đây là một giải thi đấu hết sức thiết thực nhằm giữ gìn, quảng bá hình ảnh, thúc đẩy sự phát triển của phong trào võ thuật Việt Nam lên một tầm cao mới. Là dịp để các môn phái, võ phái của các câu lạc bộ, võ đường được giao lưu học hỏi, biểu diễn những tinh hoa, kỹ thuật đa dạng và phong phú của võ thuật Việt Nam. Qua đó, giúp các bạn trẻ có thêm nhiều trải nghiệm với niềm đam mê võ thuật của mình. Em ơi, em hãy chia sẻ một chút về mình với cả mọi người đang xem video nhé. Em tên là Trúc 2K8 và em ở Hải Phòng ạ. Đây là lần thứ mấy em tham gia giải đấu này nhỉ? Dạ, lần đầu tiên ạ. Thế em có thể chia sẻ với chị một chút cảm xúc của em khi chuẩn bị bước vào giải đấu được không? Dạ, em khá là lo lắng, ngay cả rất là vui khi được thi cuộc thi này ạ. Thế bật mí giúp chị một chút nhé, mục tiêu của em trong buổi thi đấu hôm nay là gì? Dạ, được huy chương vàng ạ. Đây là một giải dành cho các bạn trẻ yêu thích võ thuật trên toàn quốc. Vậy thì qua cuộc thi này thì em có muốn gửi thông điệp gì đến các bạn trẻ yêu thích võ thuật nói riêng và các bạn trẻ khác nói chung trên toàn quốc không ạ? Em muốn gửi lời với mọi người là khi mình có đam mê thì hãy cố hào gắng, cố gắng hết sức mình vì đam mê của mình và theo đuổi mục tiêu mình đã đề ra. Cảm ơn em rất là nhiều. Chị chúc em sẽ giành được huy chương vàng trong cuộc thi đấu hôm nay nhé. Xin chào em nhé. Em ơi, em có thể là giúp chị giới thiệu một chút về bản thân mình với mọi người đang xem video được không ạ? Em tên là Trần Trọng Quang Huy ạ. Năm nay em 15 tuổi và em đến từ Bắc Linh, từ võ đường Trần Mạnh. Đây là lần thứ mấy em tham gia giải đấu này rồi? Đây chính là lần đầu tiên em tham gia giải đấu ạ. Tiên à? Thế chắc là bây giờ cảm xúc của mình cũng đang rất là hồi hộp đúng không? Vâng ạ. Thế mục tiêu của em trong cuộc thi đấu lần này là gì nhỉ? Em cố gắng hết sức mình để giành được những giải thưởng của ngày hôm nay. Ngoài việc mà em đam mê với võ thuật thì khi mà em đến với võ thuật thì võ thuật mang lại cho em những cái điều gì? Ngoài việc kế thừa ý chí của cha ông thì võ thuật còn giúp em rèn luyện ý chí, quyết tâm, lòng kiên nhẫn, sự dũng cảm. Cảm ơn em rất là nhiều. Chị chúc em sẽ được giải cao nhất trong cuộc thi ngày hôm nay nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Em có thể giới thiệu một chút về mình với cả mọi người đang xem video nhé. Nhất trí, anh tên là Lưu Thanh Nghị. Anh ở là môn phái Bình Định Gia, ở câu lạc bộ là Bích Hòa Thanh Oai. Đây là lần thứ mấy anh đưa đoàn của mình đi thi rồi ạ? Quả thật là nếu như ở tài năng này thì năm nay năm thứ 5 thì anh đã tham gia 3 lần. Vậy thì theo anh thì việc tham gia những cái môn võ thuật như thế này, một phần là kế thừa cái truyền thống của cha ông. Ngoài ra thì còn có ý nghĩa gì đối với các bạn trẻ ạ? Rồi. Thứ nhất là cho các con là thực sự là về môn võ, ngành thể thao thì thực sự là môn võ là tất cả ngành thể thao, cái môn nào cũng rất là tốt. Nhưng về ngành võ thuật, của võ cổ truyền Việt Nam chúng ta thì tất nhiên để cho các con có một cái, thứ nhất là cái trải nghiệm, thứ hai là các bạn kỹ năng sống của các con ra ngoài xã hội, các con có thể đáp ứng các tình huống xấu nhất xảy ra. Hiểu được ý nghĩa to lớn của giải đấu, Dạy Nghề Thanh Xuân rất vinh dự được đồng hành cùng ban tổ chức và các vận động viên trong mùa giải năm 2024. Qua đây, Dạy Nghề Thanh Xuân muốn lan tỏa thông điệp về đam mê võ thuật nói riêng hay mọi niềm đam mê khác của các bạn trẻ nói chung. Sự tỏa sáng, một phần là tài năng, hai phần là trí tuệ và ba phần là đam mê. Rất nhiều người trong chúng ta sợ phải theo đuổi đam mê, sợ phải theo đuổi những gì bản thân luôn ao ước nhất, vì điều đó có nghĩa rằng bạn phải chấp nhận rủi ro, thậm chí đối mặt với thất bại. Nhưng chỉ riêng việc theo đuổi đam mê bằng cả con tim đã là một sự thành công. Và thất bại lớn nhất chính là khi bạn chưa bao giờ thực sự cố gắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Và đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh cho Bảo Ngọc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.